Vụ em trai tấn công anh rụt gục giữa đường, nguyên nhân bất ngờ. Efesi và Pien đến do mâu thuẫn. Xin chào quý vị và các bạn, đây là cập nhật những tin tức mới của kênh YouTube Cuộc sống quanh ta. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ em trai tấn công anh rụt gục giữa đường, nguyên nhân bất ngờ. Efesi và Pien đến do mâu thuẫn. Lê Đức Hùng cầm dao chặn đường, tấn công khiến anh rụt gục giữa đường. VnExpress đưa tin. Chiều ngày 20 tháng 9, Lê Đức Hùng 47 tuổi, ngụ địa phương bị Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tạm giữ, điều tra về hành sáu giết người. Theo điều tra, đầu năm nay, do làm ăn thất bại nên Hùng từ Bình Thuận về ở cùng mẹ và gia đình anh ruột n 5 e ở tại ngôi nhà trên đường Tăng Bạt Hổ, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn. Quá trình sinh sống, anh em xảy ra mâu thuẫn do ông Đ đòi bán nhà chia nhưng Hùng không đồng ý. Chiều ngày 19 tháng 9 hai anh em cãi nhau, ông đề ẻ, nắm tóc em trai, đấm nhiều cái vào mặt khiến Hùng bị gãy xương mũi, Hùng bỏ về, nhà vợ ở Diêu Trì, sau đó nảy sinh ý định trả thù anh trai. Khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 9, thấy đề ừ, đi ra khỏi nhà, Hùng cầm dao đi theo, khi đến ngã tư đường Lê Hồng Phong đến Tăng Bạt Hộ thành phố Quy Nhơn, Hùng cầm dao tấn công khiến ông đề ở thương tích nặng, ông đề sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Vụ việc xảy ra giữa phố vào thời điểm đông đúc, khiến nhiều người hoảng hốt u. Một số người đã quay lại vụ việc và đăng lên mạng xã hội. Theo công an thành phố Quy Nhơn, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và mời những người có liên quan lên làm việc để điều tra, làm rõ thông tin trên báo giao thông. Tạm biệt quý vị và các bạn, xin quý vị cho mình một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn chương trình sau.